hỏi: "Hiện nay có nhiều người lợi dụng về việc phong linh của thai nhi để vơ của làm giàu, nhưng một số nhân sĩ Phật giáo có tư tưởng thiên lệch thì không cho đó là sai quấy. Xin hỏi quan điểm của sư phụ ra sao? Có phải phong thai nhi làm cho thân thể đương sự không được mạnh khỏe hoặc gây nhiều sự quấy nhiễu khó khăn? Và vì hoảng hốt sợ sệt nên số người phá thai này mới bỏ tiền ra mua bài vị cho chúng. Xin hỏi sư phụ có cách nhìn ra sao về phương diện này? Các vong thai nhi có thể tác quái không? Và nên làm thế nào để điều phục cho chúng được an tâm?" Đáp: "Được sống còn hơn là chết để có bài vị. Lập bài vị thì chẳng phải như là không có bài vị. Sao vậy? Vấn đề căn bản là không nên phá thai. Vì không phá thai là không sát sanh. Không sát sanh thì miễn được nhiều chuyện như vậy. Cho nên việc lập bài vị cho thai nhi chỉ là để che lấp nguyên nhân thực sự của vấn đề ở bên ngoài. Đây cũng như là xả gốc mà tìm ngọn, hay bịt tai để ăn cắp chuông. Như vậy thì có thể siêu độ được chăng? Có thể giải trừ được món nợ quán trái đó chăng? Không chắc là vậy đâu. Chi bằng nên phòng ngừa trước để khỏi hối hận về sau. Lúc chưa kết hôn thì đừng dùng thuốc ngừa thai, cũng đừng có mối quan hệ trai gái. Tại sao các vị không thể chờ đợi? Tại sao phải gấp rút? Tại sao các vị phải tham muốn như thế? Chung quy cũng là vì tự mình không biết xấu hổ mà thôi." Hỏi: "Hiện nay chúng con thường thấy trên báo chí đăng mục cúng dường anh linh, thai vong. Vậy vong linh trẻ con cũng có thể được cúng dường sao?" Đáp: "Đây không thể nói là cúng dường, bởi vì nó không phải là tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Nếu nói là cúng dường, tức là lạc vào tà kiến, mà nên nói là siêu độ. Vì các vong linh trẻ con đó mang niềm oán hận quá sâu, cho nên rất khó siêu độ. Bởi vì người có món nợ là đoạt mạng nó, nên nó đòi phải hoàn mạng lại. Quả mai gặp được vị tu hành chân chánh, không tham tài lợi mới siêu độ chúng nó được." Hỏi: "Có nhiều người bỏ tiền ra để cúng dường cho anh linh thai nhi, như vậy họ có giải trừ được mối oan khiên ấy không?" Đáp: "Không thể giải quán được." Hỏi: "Có vị pháp sư nói nếu người mang thai tụng chú Lăng Nghiêm thì sẽ bị hư thai, như vậy có đáng tin không?" Đáp: "Nói chuyện tầm phào." Hỏi: "Có người bảo mỗi ngày trì tụng 108 biến chú Đại Bi và liên tục trì niệm như vậy trong 3 năm tất sẽ được thành tựu. Nhưng con thì làm việc bận rộn nên không có cách nào bỏ ra hơn cả tiếng đồng hồ mỗi ngày để trì tụng liên tục 108 biến chú Đại Bi. Vậy nếu mỗi ngày có chia ra nhiều lần để niệm cho đủ 108 biến, có được không ạ?" Đáp: "Chỉ cần có lòng thành thì mọi việc đều ok." Ha ha ha,